Lan Nghi và Di Thấn xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Ven TV 55.2. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình giải đáp thắc mắc của sản phẩm Superway Oven. Thì sau vài ngày phát sóng thì cả Di Thấn và Khuy Nghi nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả. Chúng tôi nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ khắp mọi nơi gọi đến để mua sản phẩm cũng như là thắc mắc và quan tâm đến với sản phẩm Superway Oven cũng như chương trình của chúng tôi nói chung. Thật vậy đó thưa quý vị, cũng như Duy Thuấn nói thì Khuê Nghi và Duy Thuấn đã nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng để mua sản phẩm Superwave Oven cũng như là những câu hỏi thắc mắc xoay quanh sản phẩm Superwave Oven. Thì chính vì lý do đó, đài truyền hình Ven TV đã quyết định là mở một cái talk show nho nhỏ để mà trả lời những cái thắc mắc của quý vị xoay quanh sản phẩm này. Thì Khuê Nghi cũng xin nói với quý vị là đây là cái chương trình talk show, nhưng mà đây cũng là một cái lời cảm ơn chân thành nhất từ đài truyền hình Ven TV gửi đến cho toàn thể quý vị khán thính giả xem đài. Thì tiếp theo thì Hương sẽ giới thiệu với quý vị sơ một lần nữa về sản phẩm Superway Oven. Kính thưa quý vị, Superway Oven là một sản phẩm đa năng dùng cái công nghệ dry cooking technology bao gồm là bóng đèn halogen, dòng điện đối lưu và sức nóng của tia hồng ngoại để làm chính thức ăn từ bên trong ra bên ngoài. Và tiếp theo thì Duy Thuấn và Khuê Nghi sẽ giúp cho quý vị trả lời một số thắc mắc thường mà Duy Thuấn Nghi nhận được nhiều nhất. Thì câu hỏi đầu tiên sẽ được nhường cho Khuê Nghi. Cảm ơn em. Cái câu hỏi đầu tiên mà Khuê Nghi và Duy Thuấn nhận được á, là rất là nhiều. Và đây là cái câu hỏi đầu tiên để trả lời cho ngày hôm nay. Thì khán thính giả đã hỏi về cái thời gian guarantee của sản phẩm. Thì xin thưa với quý vị là cái thời gian guarantee của sản phẩm là 5 năm. Ngoài ra chương trình còn có, ngoài ra sản phẩm còn có chương trình 60 ngày money back. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà quý vị mua cái sản phẩm này về nhà đó, thì trong vòng 60 ngày đầu tiên, nếu mà quý vị không có hài lòng với sản phẩm thì quý vị có thể gửi trả lại cho hãng Super Image. Và tất nhiên là quý vị sẽ nhận được tiền trở lại trong vòng 60 ngày đầu tiên. Cho nên quý vị cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm và đừng lo lắng gì hết nha. Kính thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo mà Thuấn và Nghi nhận được rất nhiều đó chính là một số quý vị có ngỏ ý, có quan tâm và có ngỏ ý muốn mua sản phẩm Superway Oven nhưng lại bị hạn chế về việc sử dụng lưu loát tiếng Anh. Thì không sao thưa quý vị, chúng ta có thể gọi điện thoại đến cái số 713-591-9397 hoặc là 832-373-2422 để mà nhân viên của đài sẽ giúp cho quý vị trả lời thắc mắc cũng như là giúp cho quý vị mua sản phẩm bằng tiếng Việt. Còn nếu mà một số quý vị đã fluently sử dụng tiếng Anh thì quý vị có thể gọi điện thoại vào số 1-800-884-3165 là số điện thoại trực tiếp của công ty Super Image sẽ giúp cho quý vị mua sản phẩm một cách rất là nhanh chóng và đặc biệt là sản phẩm sẽ ship thẳng từ hãng về nhà quý vị. Kính thưa quý vị. Quý vị nên nhớ nha, 1-800-884-3165. Thì ngoài ra đó thì Khuê Nghi cũng nhận được một cái câu hỏi rất là dễ thương của bác Lan ở vùng Pasadena như thế này, là tại vì bác á, khi mà bác xem cái chương trình Home Shopping Network của Khuê Nghi và Duy Thuấn làm đó thì bác á, đã có nhã ý là muốn mua cái nồi này về nhà để dùng, nhưng mà bác lại không có debit hoặc là credit card thì phải như thế nào. Hiểu được cái sự khó khăn của bác, cho nên là đài truyền hình Ven TV đã có cái nhu cầu, đã có cái dịch vụ để mà giúp cho tất cả mọi người, quý vị khán thính giả xem đài, là nếu như mà quý vị khán thính giả xem đài đem cash hoặc là money order tới đài truyền hình thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị đặt mua hàng trực tiếp qua điện thoại, và tất nhiên là sản phẩm sẽ được ship về nhà của quý vị trong thời gian nhanh nhất. Và quý vị đừng lo nha. Duy Thuấn ơi, nhưng mà như ví dụ như mình đặt trường hợp là quý vị khán thính giả không có lưu loát tiếng Anh mà cũng lại không có dùng thẻ tín dụng, rồi phương tiện đi lại thì cũng không có, thì như vậy thì phải như thế nào hả Thuấn ha? Kính thưa quý vị, thì đây là một trường hợp rất là thú vị đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị cũng đừng đem để cho nó làm cái trở ngại quý vị để tiếp cận với Superway Oven, bởi vì trên đài chúng tôi có một chương trình để giúp đỡ các quý vị trong cái việc mà mua sản phẩm này, bởi vì đài Ven TV là một đài luôn luôn giúp đỡ cộng đồng, làm mọi cách để giúp đỡ cho cộng đồng mình phát triển tốt hơn. Thì Superway Oven á, chúng tôi luôn luôn có sẵn một vài cái ở trên đài, quý vị có thể đến tận đài đưa tiền, rồi chúng ta có thể đưa sẵn. Trong trường hợp mà ở đài không có sẵn Superway Oven, quý vị chỉ cần đến đây đưa trước tiền và chúng tôi, các cô nhân viên ở trên đài sẽ giúp cho quý vị order hàng ngay tại chỗ trước mắt quý vị, rồi hàng sẽ được ship thẳng về nhà quý vị không cần lo về bất cứ chuyện gì hết. Giống như, nhưng mà về những cái chẳng hạn như là khi mà
mua về đó thì mình gặp những cái hư hỏng, cũng giống như là lỡ tay mình làm bể cái nồi, hoặc là vì sơ ý gì đó mà gãy mất cái tay cầm, hoặc là như thế nào. Thì tại vì á, như là bác Mai ở vùng Pelin là bác đã gọi đến và hỏi về những cái thắc mắc cũng như những cái quan tâm về cái điều đó. Thì xin thưa với quý vị á, là khi mà quý vị lỡ tay mà làm hư hoặc là làm bể những cái accessory của cái nồi đó, thì quý vị cứ yên tâm, thì quý vị có thể gọi điện thoại tới cái số điện thoại là 1-800-884-3165. Vì đây là cái số điện thoại của hãng Shaper Image. Thì họ sẽ, tại vì như Khuê Nghi nói lúc đầu á, thì hãng Shaper Image là đã có guarantee cho cái sản phẩm là 5 năm và 60 ngày money back đầu tiên. Cho nên là quý vị yên tâm, nếu như quý vị gặp những cái khó khăn về những cái mà muốn thay đổi về cái accessory bên trong của cái nồi đó, thì quý vị đừng có lo. Tại vì hãng Shaper Image á, là có cái dịch vụ customer service rất là tốt. Cho nên quý vị đừng có lo nha. Đó là nói về guarantee. Còn nói về chất lượng thì sao? Ở đài chúng tôi xin guarantee về chất lượng sản phẩm. Như người cũng thấy là ở đây chúng tôi đang có nướng một con gà rất là ngon, kính thưa quý vị. Da gà nhìn rất là giòn tan mà màu vàng ươm, quý vị ơi. Mà đặc biệt là những cái mỡ bên trong con gà nó chảy xuống bên dưới hết. Cho nên là chúng ta rất là yên tâm về cái chuyện mà dầu ăn, thức ăn bị mỡ màng, quý vị, không có ngon. Thì nó rất là phù hợp với những cái người mà đang muốn giảm cân. Như quý vị cũng thấy đó, khi mà quý vị mua Super Wave Oven về nhà đó, thì quý vị có thể thay thế được nồi niêu xoong chảo và có thể làm được tất cả các món ăn trên toàn thế giới. Tại vì á, Super Wave Oven á, rất là đa năng. Quý vị có thể làm được tất cả các món của châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và cả châu Phi nữa. Kính thưa quý vị, sản phẩm này đặc biệt một điều là rất là tốt cho sức khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nấu nướng bằng lò Super Wave Oven, chúng ta chỉ cần dùng ít, hoặc là thậm chí không cần dùng dầu mỡ để nấu thôi, kính thưa quý vị. Chứ vì như quý vị thấy con gà này đó, khi mình nấu xong á, mỡ bên trong con gà nó ươm, nó tươm ra, nó chảy hết xuống dưới. Khi chúng ta sẽ ăn, khi chúng ta ăn vào trong người, nó sẽ cắt được rất là nhiều cholesterol, kính thưa quý vị. Rất là phù hợp với những người nào mà đang muốn cắt giảm cholesterol, cắt giảm mỡ trong thức ăn, có bị bệnh về tim mạch, hoặc là những người đang muốn giảm cân để có một thân hình đẹp, rất là phù hợp, kính thưa quý vị. Dạ đúng đó thưa quý vị. Và như quý vị thấy đó, một ngày á, thì trôi đi rất là nhanh. Cũng giống như là buổi sáng á, tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng phải thức sớm để mà đi làm hoặc là đi học, và phải lo cả là về bữa ăn sáng, hoặc là rồi khi mà đi làm về hoặc là đi học về thì trời đã chiều tối rồi. Không có ai trong chúng ta lại muốn là phải dành thật là nhiều thời gian để mà nấu nướng, rồi rửa chén, rồi phải dọn dẹp, rất là mất thời gian. Cho nên là khi mà quý vị á, mua cái sản phẩm Super Wave Oven về nhà đó, thì chỉ trong vài phút thôi là quý vị đã có ngay được bữa ăn ngon. Thuấn có biết không, Khuê Nghi đó có cái Super Wave Oven ở nhà, cho nên đó, là khi mà Khuê Nghi đi học về đó, là Khuê Nghi đã có liền một cái bữa ăn ngon, giống như là cái món cá nướng đó tối hôm qua mới ăn nè. Món cá nướng cuốn với lại bánh tráng và rau sống và chấm mắm nêm, rất là tuyệt vời. Quý vị biết không, tại vì đó, nhu cầu ăn ngon mặc đẹp đó, của mọi người trong chúng ta ngày càng nâng cao. Cho nên chính vì hiểu được cái nhu cầu đó, cho nên Super Wave Oven á, một phần nào sẽ giúp cho cái cuộc sống của quý vị thêm hương sắc rất là tuyệt vời. Đúng rồi, kính thưa quý vị, Super Wave Oven này còn một, có một cái mà Thuấn rất là thích, đó chính là chúng ta có thể nấu ăn nhanh gấp 4 lần so với việc nấu nướng thông thường, kính thưa quý vị. Thời gian còn lại chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn mà không phải bị bó buộc vào việc nấu ăn, kính thưa quý vị. Một điều nữa mà gia đình rất là thích, đó chính là mình tiết kiệm được 80% tiền điện, kính thưa quý vị. 80% tiền điện bởi vì Super Wave Oven dùng một công nghệ là bóng đèn halogen. Bóng đèn halogen là một loại bóng đèn mà công suất cực kỳ lớn. Bên trong nó bơm đầy khí halogen, cho nên nó tạo được bức xạ nhiệt để làm nóng đồ gốm sứ, đặc biệt là thủy tinh, rất là nhanh, kính thưa quý vị. Và đặc biệt là tuổi thọ của bóng đèn halogen cao gấp rất là nhiều lần so với việc bóng đèn sợi đốt thông thường. Quý vị biết không, tại vì Khuê Nghi với Duy Thuấn cũng nhận được một cái câu hỏi rất là đặc biệt của bác Ngọc ở vùng Sugarland. Tại vì khi mà bác coi cái chương trình Home Shopping Network ấy, thì bác đã gọi vào và bác nói ngay đó là bác ấy, sắp tới là bác sẽ đi ăn tân gia của một cái của hai vợ chồng mới cưới, và bác muốn mua ngay cái sản phẩm này để mà tặng cho anh chị là như là món quà cưới, chúc phúc cho hạnh phúc của hai người. Và ngoài ra là bác cũng lại muốn mua thêm một cái nữa để làm gì biết không, quý vị biết không, tại vì bác có người thân ở Việt Nam, cho nên là bác muốn mua Super Wave Oven để mà gửi về Việt Nam.
Thì xin thưa với quý vị là dòng điện ở Mỹ là 110V và dòng điện ở Việt Nam là 220V. Cho nên khi mà quý vị mua Super Wave Oven và gửi về Việt Nam thì quý vị nên nhớ mua cái cục biến điện để mà có thể chuyển đổi cái dòng điện. Thì như vậy thì mình mới có thể xài được ở Việt Nam. Quý vị nhớ nha. Tiếp theo là những cái, tôi sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc về cách trả tiền payment ha, thưa quý vị. Thì để trả tiền chúng ta có hai cách trả tiền. Cách trả tiền thứ nhất á, quý vị có thể trả làm 3 lần trả góp. Một lần payment là chúng ta trả là 39.95 kính thưa quý vị. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể mua luôn một lần. Thì giá tiền một lần là 119.85 đồng. Và đặc biệt là quý vị sẽ được free shipping. Tiếp theo là về thời gian shipping. Thì thời gian ship khoảng từ 2 tới 4 tuần kính thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị háo hức sử dụng sản phẩm nhanh hơn, chúng ta có thể trả extra 10 Mỹ Kim để nhận được sản phẩm nhanh hơn, từ 5 đến 7 ngày. Để tiếp lời của Duy Thuấn á, thì Khuê Nghi xin trả lời cho cái câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay cũng là cái câu hỏi mà đã làm cho Khuê Nghi và Duy Thuấn vui, thật là vui. Quý vị biết tại sao không? Tại vì á, cái chương trình Home Shopping Network á, chỉ phát sóng vài ngày thôi. Nhưng mà cái vị khách hàng này đã gọi điện thoại từ Galveston, gọi về Houston để mà hỏi cái câu hỏi này. Vì cũng thấy được á, là bác rất là quan tâm đến chương trình của đài truyền hình VanTV 55.2. Tại vì bác có hỏi đó là ngoài cái sản phẩm Super Wave Oven ra thì có còn sản phẩm nào khác nữa không? Bởi vì bác muốn mua thì cũng xin thưa với bác và tất cả quý vị khán thính giả xem đài là đài truyền hình VanTV sắp tới sẽ làm cái chương trình Home Shopping Network và cái sản phẩm tiếp theo là dầu gội đầu quen để mà phục hồi tóc hư tổn và Tummy Tuck Bell là để bó cái vùng bụng, giống như là tạo hình, tạo dáng vùng bụng cho quý vị cho đẹp hơn và thon gọn hơn đó thưa quý vị. Thì thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi đến đây là sắp kết thúc rồi. Thì Duy Thuấn và Khuê Nghi rất vui khi nhận được sự quan tâm gần xa của tất cả quý vị khán giả. Thì chúng tôi tin chắc là trong tương lai Duy Thuấn và Khuê Nghi sẽ tiếp tục làm chương trình mang đến cho quý vị nhiều sản phẩm hơn để nâng cao cái nhu cầu ăn ngon mặc đẹp của quý vị cũng như là khiến cho đời sống quý vị trở nên easy hơn. Thì chúng tôi xin chào tạm biệt và đây là Duy Thuấn. Và Khuê Nghi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VanTV 55.2. Xin chào và hẹn gặp lại.